giá xăng dầu giảm mạnh về mức thấp nhất kể từ đầu năm. Giá xăng dầu ngày 12 tháng 9 giảm mạnh, đưa giá xăng dầu về mức thấp theo điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Theo đó, giá xăng E5 giảm 1.120 đồng trên lít, giá bán là 22.230 đồng trên lít. Giá xăng RON95 giảm 1.020 đồng trên lít, giá bán là 23.210 đồng trên lít. Giá dầu diesel giảm 1.000 đồng trên lít, giá bán là 24.180 đồng trên lít. Như vậy, giá dầu diesel tiếp tục đắt hơn giá xăng. Điều này chỉ xuất hiện trong hai kỳ điều hành gần đây. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá với xăng E5 là 451 đồng trên lít, xăng RON95 là 450 đồng trên lít, dầu diesel là 90 đồng trên lít, dầu hỏa là 200 đồng trên lít, đồng thời dừng chi quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 9 có biến động khá lớn. Giá xăng dầu có xu hướng giảm do đồng USD tiếp tục tăng giá. Ngân hàng Trung ương tại nhiều nước áp dụng chính sách tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, cùng tình trạng dịch bệnh tại Trung Quốc vẫn căng thẳng làm kỳ vọng nhu cầu, trong khi đó dự trữ dầu thô của Mỹ tăng. Do đó, kỳ điều hành này, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu có xu hướng giảm để hỗ trợ đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời để quỹ bình ổn giá có dư địa điều hành bình ổn các mặt hàng xăng dầu vào cuối năm. Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định giảm mức trích lập của xăng RON95, giữ nguyên mức trích lập quỹ với xăng E5 RON92 và tăng nhẹ đối với dầu mazut và trích lập quỹ ở mức thấp với dầu diesel và dầu hỏa. Thông báo số 280 ngày 7 tháng 9 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 24 tháng 8, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu linh hoạt, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới, sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá xăng dầu với liều lượng thích hợp theo quy định, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân, chủ động thực hiện các biện pháp để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Bộ Tài chính chủ động nghiên cứu hoàn thiện trình các cấp có thẩm quyền xem xét các phương án giảm thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhóm mặt hàng xăng dầu trong trường hợp giá thế giới tiếp tục tăng cao. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.